Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Bác Tô. Mình là Bác Tô đây. Thì hiện tại là anh em thấy trên người mình là cái gì? Đó là haki đúng không? Nhưng mà nó khác. Bình thường anh em là haki đen thì mình là hôm nay mình có haki đỏ. Thì hôm nay á, mình sẽ giải thích cho anh em về cái vấn đề mà haki đỏ này. Tại vì trong cái video mình rất là nhiều anh em cứ commenter hỏi về tại sao anh có được haki đỏ. Hay là làm sao mà nói chung là rất là nhiều video những cái commenter liên quan đến haki đỏ luôn. Anh em còn nhớ trong một cái game Lock Root á, thì ngày xưa có rất là nhiều anh em á, là truyền tay nhau một cái tấm hình ảnh về Haki đỏ. Thì admin đã xác nhận đó là fake rồi, đó là không phải là thật. Đó, rồi sau bây giờ anh em xem video mình thấy mình có Haki đỏ rồi anh em lại commenter hỏi. Mình đã commenter trả lời với anh em hết luôn rồi. Mà kiểu như anh em không chịu đọc commenter của mình hay sao á. Rồi anh em qua video khác hỏi lại. Thôi thì bây giờ mình sẽ làm video mình giải thích luôn để cho anh em khỏi phải hỏi mình nữa. Chứ thật ra thì dạo gần đây mình không có thời gian trả lời commenter nhiều cho anh em á. Nhưng mà mình thấy cái commenter đó thì mình cũng có trả lời mấy anh em. Xong rồi anh em không có đọc. Rồi thì có thể là anh em mới chơi game Lock Root mới hỏi câu như thế, là tại sao anh có haki đỏ. Bởi vì anh em mới chơi game Lock Root rồi đòi đọc thông tin á. Chứ đây á, là game Kinbit anh em à. Đây là game Kinbit nè. Đó, nó khác Lock Root nha. Đó, nó khác Lock Root mà, chứ nó không phải là game Lock Root đâu. Có thể là anh em mới chơi á, nên là chơi ít nên là chưa có phân biệt được đâu là Lock Root, đâu là Kinbit. Bởi vì nhìn nó cũng na ná nhau. Với lại trong Roblox á, thì nhân vật mình á, đều là một con nhân vật của mình. Và vào game nào thì nó vẫn là Bác Tô đội mũ rơm cái kiểu ha. Đó, thì đây là game Kinbit. Mà thực chất cái trên người mình á, nó chính là Haki đỏ. Nhưng mà Haki đỏ này là của cái Gear 4 Nightman đó, sờ nát mang thì đây là cái đó, đây là mình khi mình bật cái sờ nát man này lên á, thì nó không còn cái dạng là giống như trong phim, nhưng cũng không giống như cái Gear 4 Hầu Dương ngày xưa. Là gì anh em biết sao không? Tại vì có bản quyền nên là chắc là admin nó bỏ luôn á, nó không làm thành cái dạng mà cái kiểu giống như trong phim nữa. Nói tới đây thì có nhiều anh em sẽ thắc mắc, ủa tại sao em thấy trong cái anime fighting simulator thì nó vẫn có Gear 4 Snatchman. Thì đây mình trả lời luôn. Thì anh em thấy cái lượng người chơi của game đó là bao nhiêu không, và họ đủ tiền để trả tiền bản quyền hình ảnh đó. Còn Kinbit thì đôi lúc có vài chục người chơi, thì mấy dạo gần đây nó còn lên lại, thì chắc gì đã giữ được cái lượng người chơi lâu dài để người ta cho ra một cái hình ảnh đẹp và trả tiền bản quyền đúng không? Đó, cho nên á, là người ta sẽ làm thành như thế này. Đó, nên là anh em sẽ bị lầm tưởng thành đó là Haki đỏ, nhưng mà thực tế nó không phải Haki đỏ nha anh em. Nó chỉ là mình biến lên cái dạng Gear 4 Snatchman nè. Thì nó vậy. Nó như vậy thôi. Bây giờ mạng hơi lắc hay sao? Mạng mình bây giờ lắc quá không hiểu nổi. Đó. Đây là chỉ là dạng Gear 4 Snatchman. Trời ơi, nó lắc quá rồi anh em ơi. Mình á, là mình đã học được một cái bí kíp gọi là không cần coi binh nữa để mình cảm thấy game nó không lắc và nó mượt hơn. Nhưng mà bây giờ thì mình cảm nhận là nó lắc khủng khiếp rồi. Ủa? Vậy sao mình xài được có chiêu C, mấy chiêu kia chắc đang lỗi rồi. Nói chung á thì anh em cũng nhìn thấy rồi đó. Đây á là một dạng Gear 4 Snatchman. Chứ không phải là Haki đỏ như là anh em nói nha. Đó. Thì trong video này mình đã giải thích được hết thắc mắc của anh em rồi ha. Như vậy là anh em cũng không cần phải hỏi mình nữa rồi. Thì bây giờ á, mình sẽ kết thúc video tại đây. Các bạn cảm thấy sao về video này thì để lại bình luận bên dưới, và mọi ý kiến đóng góp của các bạn là sự thành công mình trong tương lai. Xin cảm ơn, gặp lại. Bye bye anh em nha.